Mến chào quý anh chị và các bạn đã đến với góc chia sẻ của gia đình nhà Ella. Hôm nay mình lại tiếp tục vào bếp để gửi đến cho mọi người công thức một món bánh rất là quen thuộc, một món chè rất là hấp dẫn. Đó là cái món bánh chè trôi nước. Bình thường để tạo cái lớp vỏ bánh thì mình dùng bột nếp và một chút gạo tẻ. Nhưng hôm nay thì mình sẽ thay gạo tẻ bằng cơm nguội ha, để thấy cái món bánh của mình thêm phần gần gũi đó. Đồng thời cũng tận dụng được luôn cái phần cơm mà những gia đình ăn thường hay bị dư lại đó. Rồi, bây giờ các bạn nào quan tâm xin mời theo dõi video ha. Chè hôm nay mình sẽ nấu cho gia đình khoảng 4 người ăn. Mình sẽ lấy ở đây khoảng một chén đầy á. Thì mình sẽ dùng khoảng hơn nửa chén nước để mình xay. Máy của mình không có số, chỉ cần cho vào là xay thôi. Còn nếu các bạn có máy của bạn có số thì các bạn ấn nút nhỏ để xay ha. Đừng có ấn nút lớn. Ấn nút lớn nó quay mặn á, là cái phần bên dưới á, nó nhuyễn ra trước là nó bị dính cối do nó bị đặc á, là không xay được đâu. Lúc xay nhớ cho vào nửa thìa cà phê muối, giúp cho cái phần bột mình thêm phần đậm đà ha. Khi xay xong nếu cảm thấy mà nhuyễn rồi thì không cần phải rây. Còn nếu mà thấy nó không được nhuyễn lắm thì các bạn có thể rây qua cái lược nè, để giúp cho cái phần bột của mình giữ lại những cái phần chưa có xay hết á. Mình sẽ cho vào đây là một thìa cà phê dầu ăn ha. Cái lượng bột ngày hôm nay mình sẽ cần dùng bột nếp là khoảng 300g. Mình sẽ đong khoảng một chén rưỡi đầy đầy một chút á, khoảng một khắp rưỡi đầy. Thường á, nếu mà mình dùng bột á, để mà mình trộn á, thì mình cần phải có cái nước nóng, nước sôi để trộn cái phần nếp để nó không bị chảy đó. Nhưng mà hôm nay thì cái phần bột gạo của mình là nó đã có nước xay rồi, nên là mình không có cho nước nữa. Nên mình buộc lòng phải nấu cho cái phần gạo tẻ này là nó nóng lên ha, để khi mình trộn gạo nếp vào nó không có bị chảy bột. Mình nấu đến khi nào mà mình thấy cái phần bột này nè, mình đảo thấy nó bắt đầu nó sôi lên lăng tăng một cái là mình có thể tắt bếp rồi lấy ra trộn bột nếp được rồi. Nếu mà mình có máy để trộn thì rất là đơn giản, chỉ việc cho hết cái phần bột nếp vào, không cần phải chừa lại, mình cho vào máy cho nó quay. Còn nếu mình trộn bằng tay thì mình không có cho bột nếp hết một lần ha, mình sẽ cho một nửa trước. Mình dùng cái giá giống như mình nè, cho nó bớt nóng. Ban đầu lúc mình cho bột vào nóng lắm, mình không có dùng tay để trộn được đâu. Đó, mình sẽ dùng cái giá mình quậy trước, nó bớt nóng đi, nó nguội nguội bớt rồi mình sẽ dùng tay mình trộn ha. Khi mà mình trộn nó mới đầu thì nó sẽ dính lắm, nên là mình cần phải bôi cái tay mình qua một lớp dầu đó. Rồi khi mà mình trộn thì mình sẽ nắm cái tay mình lại, mình dùng cái khuỷu mình trộn trước để cho nó đỡ dính á. Rồi khi mà nó còn ướt á thì mình cứ trộn tới đâu mình lại tiếp tục cho bột vào từ từ. Đó, khi mà cái bột của mình á cho vào đó rồi nó cũng sẽ bớt dính đi, rồi nó khô dần lại đó. Đó, mình trộn khoảng chừng 5-7 phút là cái bột của mình đó là nó thành khối, là nó sẽ bớt dẻo rồi nó bớt dính lại à. Đó, cái phần bột của mình á khi mà kéo ra mà nó có cái độ giãn nở rồi đó, nó không có đứt liền á là được ha. Cái phần bột của mình á thì nếu như mà có nhân rồi á thì các bạn dùng trộn luôn. Còn nếu mà chưa có làm cái phần nhân đậu xanh á thì mình nhớ bọc cái phút ráp lại để giữ cho cái phần bột của mình nó không có bị khô ha. Rồi mình đi làm cái phần nhân. Nhân hôm nay thì mình sẽ dùng nhân đậu xanh khoảng nửa chén con á. Mình không có cần phải ngâm ha, mình cứ vo như vo gạo cho nó sạch, cho nước kha khá một chút. Cho vào đây khoảng nửa thìa cà phê muối nữa. Rồi mình đem đi đun sôi. Khi mà nước của mình gần sôi nó sẽ rất là nhiều bọt, mình sẽ gạt bỏ cái nước này đi ha. Rồi mình cho một cái lớp nước mới xâm xấp mặt đậu, nấu lửa trung bình khoảng 20 phút là cái đậu của mình nó sẽ chín, nước nó rút lại. Lúc này mình sẽ hạ lửa ha. Mình sẽ tận dụng cái việc mà đậu của mình chín rồi, nó mềm dẻo rồi đó, rồi nó đang nóng rồi, nó đang có nước nữa. Mình chỉ việc dùng cái giá đó mình đàn ra cái là nó sẽ mềm, nó dẻo đó, rồi nó mịn ra liền đó. Mình cũng tận dụng lúc nó còn nóng, mình cho vào khoảng 2 thìa canh đường ha, đó là mình làm cho cái phần nhân của mình nó ngọt á.
Rồi đợi nó nguội nguội một chút thì mình sẽ vo viên. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi cắt bột để làm cái phần vỏ bánh luôn. Bột này thì mình không có cần phải đắt cắt ra những cái phần đều đó. Mình thấy cái những cái viên trà trôi nước đó, nó có viên to, viên nhỏ đó, rồi có viên có nhân, viên không nhân nữa. Nên là mình cứ cắt thoải mái ha. Những cái phần nhỏ thì mình sẽ vo thành những cái viên không nhân đó. Mình cứ xoay tròn đó là được. Còn những cái phần mà mình dùng có nhân á thì mình không cần phải cán đâu. Cái bột của mình nó rất là mềm. Mình chỉ cần đưa vào lòng bàn tay ấn nó ra, rồi dùng mấy cái ngón tay đó mình đàn đàn cho cái phần vỏ bánh của mình nó rộng ra, để mình cho cái viên đậu xanh của mình vào giữa đó. Rồi từ từ mình dồn cái phần vỏ nó lại, đưa lên phần bên trên rồi mình mím lại, rồi mình sẽ vo tròn ha. Rất là dễ luôn. Như vậy là mình đã xong được một viên chè trôi nước rồi nè. Khi mà mình nặn bánh á, thì mình cũng không quên đặt một cái nồi nước ở bên cạnh trước. Cái nồi nước này mình nấu khoảng 3 lít á, để mình dùng để làm cái phần nước đường khi nấu chè đó. Mình sẽ cho vào đây 3 thanh đường thốt nốt để tạo cái vị ngọt, cũng giống như là lấy cái màu vàng đẹp từ cái đường này nè. Với 3 thanh đường này thì khoảng 200g. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì có thể tăng cái lượng đường lên ha. Còn như mình đó là như vậy là được rồi. Nấu cái món đường này thì không thể thiếu gừng được. Gừng thì các bạn có thể sắp miếng đập dập để lấy cái nước thơm, hoặc là sắp sợi đều được ha. Cho nhiều hay ít tùy vào sở thích ăn của mỗi người. Nhưng mà riêng mình thì mình ăn cái món chè này mình rất là thích cái mùi thơm từ gừng, nên mình cho nhiều lắm. Mùa này nhà mình khá nhiều lá dứa nên mình cũng cắt vào vài lá để mà nấu cho cái phần nước đường này nó được thêm cái mùi thơm. Mình sẽ nấu cho cái phần nước đường này sôi lên ha. Khi nó sôi rồi thì mình cũng để lửa riu riu đó, nấu khoảng 5-7 phút, chứ mình không có tắt liền, để nó ra hết cái mùi thơm của gừng á. Bên này là một cái nồi nước mình cũng đặt sẵn, để khi mà mình vo viên bánh xong là nước sôi là mình có thể luộc bánh luộc luôn ha. Đây là cái loại bánh mà mình phải luộc bằng nước sôi á. Nước chưa sôi không luộc được đâu. Đó, mình nấu sẵn á, khi mình vừa vo viên xong như thế này là nước cũng sôi rồi, mình cho vô luộc liền luôn, không cần phải chờ. Các bạn không thích ăn mè thì thôi ha. Còn nếu thích ăn mè thì các bạn có thể sử dụng mè rang rồi hoặc chưa cũng được ha. Mà rang rồi thì nó thơm hơn. Đó, mình lăn qua cái lớp bột như vậy nè. Lăn kỹ một chút để nó thấm vào. Tại vì cái lớp vỏ bánh của mình nó có dầu á, nên là khi mình cho mè nó cũng có dầu nữa, nên là nếu mà không lăn kỹ là nó dễ bung lắm. Mình sẽ cho cái phần bột bánh này vào trong cái phần nước đang sôi ha. Đó, mình để cho nó sôi lên khoảng 10 đến 15 phút á, thì mình sẽ thấy cái lớp vỏ bánh của mình nè, những cái viên chè nè, nó nổi lên bên trên như vậy là nó chín rồi đó. Mình sẽ vớt qua cái phần cái nước đường mà mình đang nấu ở bên cạnh nè. Những cái viên chè trôi nước của mình á thì mình để cho nó sôi khoảng 5 phút trong nước đường là nó sẽ thấm được, là mình đã có thể dùng ha. Khi dùng thì mình có thể chan thêm một chút xíu nước cốt dừa mình nấu riêng đó. Rắc thêm một chút xíu mè hoặc đậu phộng nếu mà mình thích, để tạo thêm cái phần thơm béo cho cái món chè. Nước cốt dừa thì mình sẽ nấu riêng ha, khi nào ăn mình mới chan. Ở đây thì mình không có cái cù dừa nạo nên mình dùng nước dừa lon cho nó tiện. Bên này thì nó có nhiều hiệu lắm, nhưng mà cái hiệu Savoy là cái hiệu mà mình dùng nè. Cái hiệu này thì nó thơm và nó không có bị gắt dầu nữa. Thật ra mình chỉ cần dùng nửa lon để làm cái món chè thôi, nhưng mà chút nữa mình còn nấu chè chuối đó nên mình dùng hết một lon luôn. Mình sẽ cho vào đây 1/5 cái lượng nước nữa để mà mình tráng cái lon đó. Mình cũng cho vào đây là một thìa cà phê đầy bột bắp. Các bạn có thể thay bằng bột năng hoặc là bột nếp cũng được. Mình quấy lên rồi mình cho vào cái phần nước cốt dừa này nè.
để mình nấu chung để giúp cho cái phần nước cốt dừa của mình nó sánh sệt á. Các bạn có thể cho vào khi nước dừa của mình nó sôi rồi mình cho vào mình quấy sôi lại cũng được. Còn như mình thì mình cho từ đầu luôn, tại đằng nào mình cũng phải quấy nước dừa đó. Mình cho vào cái phần nước dừa này 1/4 thìa cà phê muối và 2 thìa canh đường ha. Cái phần nước cốt dừa của mình nó sôi lên là được rồi đó. Cái món chè của mình cũng đã xong rồi nè. Mời các bạn ha. Chia sẻ của mình á, với cái món chè này thì cũng hết rồi. Mình cũng xin dừng clip ở đây. Hy vọng là chia sẻ của mình được các bạn yêu thích, để có thể bấm nút đăng ký chờ đón xem những chia sẻ tiếp theo của mình trong những video sắp tới nha.